Lu, hả? Sáng giờ con đi giao cua cho khách hàng ổn không con? Cũng ổn, nhưng mà có nhiều cái không ổn. Cái gì mà không ổn đi nữa? Là sao, nói cho ba nghe coi. Bị phạt. Phạt cái gì? Chạy xe máy bị phạt chứ gì nữa. Ba đưa giấy tờ đầy đủ cho mày rồi mà. Ừ, gì? Giấy tờ đầy đủ mà không chính chủ như không mà ông ơi. Trời đất ơi, cái vụ này nữa hả? Ừ á. Bị phạt nhiều. Ừ. Thôi, đừng nói nữa. Nghĩ lại bực bội à. Làm nhân viên giao cua tháng lương có 3 triệu à. Bị dịnh phát một mất mẹ nửa tháng lương. Thôi mày đừng có buồn nữa, tại ba đâu có biết chuyện này đâu. Thôi để mai ba sang tên cho mày luôn nha, được không? Rồi ráng làm không lương cỡ nửa năm nha con. Ừ. Chơi kỳ á. Thì chiếc xe đó cỡ nửa năm lương của mày còn gì nữa chơi kỳ. Thì thôi, kể từ nay thương hiệu luôn cua có người khác đi giao rồi ha. Chia tay. Tại sao lấy xe vợ mày chạy mà không hỏi ý kiến của nó? Bây giờ bị dịnh như vậy rồi xe đâu đó chạy đi làm đây. Mét tao từ sáng giờ kìa, tôi nhức đầu quá. Có mang theo giấy tờ đầy đủ mà vẫn bị phạt là sao vậy trời? Nhưng xe là vợ mày đứng tên chứ không phải là mày. Xe không chính chủ là bị phạt phải. Ủa, rồi. Luật kỳ, hai vợ chồng có chiếc xe xài chung mà. Thôi ông kiếm chuyện tôi quá đi. Mày lấy ra cho ha. Mày đừng có lý sự. Có ai biết mày là chồng của nó đâu mà nghĩ là xe của hai đứa mày. Hậu sự không? Trời, ngoài giấy tờ ra cũng có mang theo tờ giấy đăng ký kết hôn ra nữa. Cho mấy ảnh coi, mấy ảnh cũng không tin luôn á. Trời đất ơi, mày độc thiệt. Đi ra ngoài mà mang theo tờ giấy đăng ký kết hôn luôn ghê. Bởi vì tôi chán. Ghê hồn. Hai vợ chồng nghèo, có chiếc xe dịnh nữa, lại cứ cách ngày sang tên lần ta. Mày bị điên hả? Chứ 3, 5, 7 nó đi làm, 24/6 cũng đi làm. Hai đứa có chiếc xe, cách ngày sang tên lần chứ sao. Rảnh hang quá.